Xin chào anh em, hôm nay thì cùng anh em kiểm tra nội thất của dòng quản lý nguồn cao cấp đến từ nhà phân phối Etronic nha. Etronic F8, có nhiều anh em gọi điện đặt hàng hỏi em Tùng là cái mẫu sản phẩm này có là nguồn hay không. Hôm nay phải làm một video nữa ở phiên bản này để phụ anh khách hàng. Khi mà chúng ta mua hàng với những mẫu quản lý nguồn cao cấp thì đương nhiên chúng ta được và phải được xem phần nội thất bên trong rồi. Và ngay ở đầu video thì cùng anh em kiểm tra phần nội thất của nhà phân phối Etronic, đặc biệt là phiên bản F8. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của nhà phân phối Etronic F8 các anh em, các bạn đã nhìn thấy tất cả những phụ kiện như là nguồn biến áp và át chống cháy cũng như là bộ lọc nguồn. Ở đây khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị cao cấp có lọc nguồn ấy, thì nó sẽ lọc tín hiệu, lọc nhiễu, lọc sóng, lọc âm thanh cực kỳ tốt cho anh em khách hàng. Những phiên bản quản lý nguồn loại thường thì sẽ không có cuộn lọc nguồn, tức là nó không có cuộn lọc đồng ở đây và không có cái phần dơ le ở phía trên này. Đấy, khi mà chúng ta mua hàng thì chúng ta yên tâm, hàng nhà em chắc chắn là hàng chuẩn cao cấp chính hãng của Etronic các anh em. Và hiện tại thì em đang xin giá hãng cực kỳ tốt, giảm cho anh em với mức giá là 1.190.000 đồng với phiên bản quản lý nguồn cao cấp của nhà phân phối Etronic. Nếu các anh em bỏ qua phiên bản là thực sự rất đáng tiếc. Đây là một thiết bị rất là quan trọng mà em phải nhắc đi nhắc lại cho anh em khách hàng rất là nhiều lần rồi. Khi sử dụng dàn máy âm thanh, đương nhiên chúng ta cần phải có thiết bị quản lý nguồn bảo vệ an toàn cho dàn máy âm thanh, và Etronic là một trong những phiên bản như vậy. 8 ổ cắm phía mặt sau và 2 ổ cắm phía mặt trước, như vậy là Etronic F8 sẽ sử dụng tới 10 ổ cắm để anh em có thể cắm được rất nhiều thiết bị âm thanh và đồ điện gia dụng. Có ngay áp chợ cháy C63 làm ngay góc tay phải màn hình. Khi phát hiện ra lỗi cháy chập lỗ sẽ đánh xuống, hay là có hiện tượng gì liên quan chập cháy đến các dàn máy âm thanh thì cái app này nó sẽ tự động ngắt đầu ra. Tức là nó sẽ ngưng toàn bộ các cái trạng thái hoạt động và các thiết bị âm thanh sẽ không đi qua nguồn điện, qua cái quản lý nguồn nữa. Các thiết bị sẽ không bị cháy lây lan sang các thiết bị khác. Như là khi mà chúng ta sử dụng một dàn máy âm thanh, chúng ta cắm vào cùng một cái ổ điện đúng không ạ? Khi mà bị cháy cục đẩy thôi, cái nguồn điện vào đẩy nó sẽ ra một cái nguồn điện cực kỳ lớn. Nó sẽ nhảy sang các thiết bị khác, ví dụ như là chắc chắn nó sẽ cháy đến loa rồi. Là cái điều mà các anh em hay bị cháy nhất khi mình qua sử dụng để cháy âm ly hoặc là cháy đẩy. Rất nhiều anh em bị hiện tượng là cháy cả loa, có khi là cháy cả dàn máy âm thanh khi mà không có cái thiết bị bảo vệ an toàn. Nên là khi mà chúng ta sử dụng quản lý nguồn thì phát hiện ra cháy đẩy, nó sẽ ngưng tất cả các cái trạng thái nguồn điện cấp vào, nó sẽ bị ngắt ngay, không để cháy lây lan sang người khác, nó rất là an toàn, không bị cháy tất cả dàn máy khi chúng ta sử dụng và trải nghiệm thành gia đình. Và cái điều quan trọng nữa là khi chúng ta sử dụng các thiết bị âm thanh mà để tủ đồ, chúng ta đã có ngay một cái thiết bị bật tắt đơn giản dàn máy âm thanh rồi. Chúng ta cần nhấn cho em nút FVK góc tay phải màn hình các bác nhé. Chúng ta nhấn một lần vào đây và có thể bật được cả dàn máy, tức là một cái công tắc mà có thể bật và tắt cả dàn máy, chỉ cần thao tác một lúc rất là đơn giản thôi, không cần phải bật từng cái thiết bị một ở trên các cái thiết bị âm thanh nữa, hoặc là tắt khi mà chúng ta để tủ đồ nữa, lại có một vài thiết bị để có công tắc nguồn phía mặt sau, khi chúng ta bật tắt rất là khó khăn. Nên chúng ta cần thao tác cho em bằng nút FVK, bật tự động từ 4-8, tắt tự động từ 8-1. Và quy trình đúng các bác luôn luôn phải nhớ cho em, hãy cắm cho em các đường cổng tín hiệu đầu vào trước, như là mic, như là vang, lọc xì, vân vân, và cắm cho em những cổng đầu vào. Cuối cùng là âm ly công suất cục đại, các bác luôn luôn cắm cho em cổng 6-7-8 để khi chúng ta bật tắt theo chế độ tự động, bật theo một quy trình đúng, không bị kêu sử dụng ở loa như một vài anh em thao tác sai. Rất nhiều anh em gặp phải trường hợp chúng ta bật tắt dàn máy âm thanh hay bị kêu loa, đó là cái quy trình chúng ta bật và tắt sai dàn máy nó sẽ bị hiện tượng như vậy. Và nếu như các anh em muốn bật tắt đúng, các bác chỉ cần bật cho em vào các cái đường cổng tín hiệu đầu vào trước, và cuối cùng chúng ta sẽ bật đến cái phần công suất. Còn nhưng mà khi chúng ta tắt, chúng ta lại phải tắt từ phần công suất và cuối cùng sẽ là phần tín hiệu. Đấy, các bác nhớ cho em hai cái quy trình khi chúng ta bật tắt cái dàn máy âm thanh để đảm bảo an toàn trong việc chúng ta sử dụng dàn máy âm thanh gia đình để hiệu quả chuyên nghiệp, thì cứ là lên sử dụng những mẫu quản lý nguồn. Và Etronic F8 là một trong những phiên bản quản lý nguồn không chỉ hỗ trợ trong việc chúng ta bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình đâu, anh em có thể sử dụng làm sự kiện. Đấy, và sử dụng sự kiện với Etronic F8 thì sao ạ? Các bác nhìn thấy dây của em Etronic chưa? Đấy, với cái phần dây rắc cắm nguồn rất là to này, đấy, các bác so này, gần bằng ngón tay cái của em luôn các bác nhé. Nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái mẫu sản phẩm dây rắc to như này, nó sẽ đảm bảo độ tải cực kỳ lớn cho anh em đi làm sự kiện rất là chuyên nghiệp, an toàn và rất là tiện ích khi các anh em đi làm những công việc chuyên môn, gia đình, sự kiện, phòng trà, chắc chắn cần phải có quản lý nguồn rồi. Và ngày hôm nay thì bên cả anh em lên sóng, đây là phiên bản quản lý nguồn Etronic F8, phiên bản quản lý nguồn chính hãng có bảo hành 1 năm, và giá niêm yết của sản phẩm này trên hãng đang là 1.500.000 đồng. Và bên cả anh em đã xin được mức giá khuyến mại đặc biệt của anh khách hàng với mức giá là 1.190.000 đồng. Anh em đang có nhu cầu và muốn sở hữu cho mình một con quản lý nguồn an toàn, đảm bảo cao cấp và chính hãng của Etronic, hoặc liên hệ ngay theo số điện thoại bên Tùng 0979629336. Và ngày hôm nay thì em đã cùng các anh em kiểm tra lại một lần nữa với phần nội thất rất chi tiết của phiên bản Etronic F8 rồi. Anh em đang có nhu cầu và còn thắc mắc gì với mẫu sản phẩm này, các bác liên hệ trực tiếp em Tùng Audio, số điện thoại bên dưới màn hình. Chúc anh em nhận hàng ưng ý và bảo vệ an toàn dàn máy âm thanh với Etronic F8 tại cả anh em. Xin chào các bác.